vẫn như cũ, vẫn tuân thủ theo chỉ định 16. Thì hôm nay mình có mời được một người em của mình, em Đạt Mí, là một người em xã hội với mình. Thì em Đạt Mí có một vài cái câu chuyện tâm linh khá là thú vị và lôi cuốn, và mình hy vọng là mọi người sau khi nghe xong những câu chuyện này thì có thể biết thêm được một cái điều gì đó cho bản thân. Mình không hề hù ma là cái gì nhá, không hề cổ suý một cái gì luôn nhá. Chỉ là những cái trải nghiệm mà em Mí đã từng trải qua và em Đạt đồng ý chia sẻ lại cho mình và mọi người thôi. Yeah, không để tốn thêm thời gian nào của các bạn nữa thì tới ngay với cả lại buổi podcast hôm nay nào. Nhớ hồi xưa, hồi 2018-2019 gì đúng không? Em chở anh qua cái đằng sau khu công viên phần mềm Quang Trung gì đó. 2017 chứ. Ờ, tầm đấy 2017. Lúc em mới xuống Sài Gòn được 5 á. Ủa, tức là em xuống Sài Gòn được 1 năm rồi em mới phát hiện ra hay là như thế nào? Đâu, là cái lúc em chở anh qua chỗ đó là em xuống chưa được 5 nữa mà lúc đó mới quen anh em chứ mấy. Mới quen dân tộc mấy. À hả. Cái chỗ đó là hồi trước là bạn gái em. Tức là hồi trước quen ghệ ở đấy xong rồi cứ ngày nào đi đón ghệ là cũng để ý đúng không? Quen ghệ là từ ở quê luôn. À hả. Xong rồi thì em thuê một cái phòng trọ gần chỗ đó. Hiểu. Mà trên đường mà đi xuống đó á là ngay cái chỗ cục đèn đó. Ở chỗ đó là có 2 hoặc 3 ngôi mộ vậy đấy, không nhớ nữa. Uầy. Tại vì thường hồi đó là bộ em làm phục vụ đêm ở bên Nguyễn Văn Quá. À hả. Thường thường là 9 giờ là tụi em sẽ về tới đó. Hoặc là nhiều khi trễ hơn là 10 giờ. Thì mấy ngày đầu đi thì chưa thấy gì, nhưng mà tự nhiên một ngày gọi là ngày đẹp trời á. Từ tối cũng mưa gió gì hết, cái tụi em đang đi ngang qua thì cái đèn nó tắt. Cái lúc đó là 7 giờ nha. Uh-huh. Là lúc đó là chưa phải về đêm á, là cái đèn ngay chỗ mấy ngôi mộ nó tắt. Ừ. Tụi em cũng không để ý lắm. Nhưng mà lúc đi về thì lúc đó là cỡ 9 giờ rưỡi á, nó lại tắt thêm một lần nữa. Lúc đó bọn em mới kêu là sợ quá. Xong rồi em kêu là có gì đâu mà chắc sự cố đèn đường này nọ thôi. Ừ. Sau này bắt đầu em để ý là cái lần mà tụi em cãi nhau là bồ em không chịu để em trở về, cái em phải chạy về một mình phòng trọ trước để đợi nó về sợ nó chuyện gì á. Đúng rồi. Xong rồi đi ngang qua thì cái đèn nó tắt. Thì lúc đó là em mới để ý, ủa sao cái đèn này có mỗi lần đi ngang mình đi ngang là nó tắt ta, mà sao người khác đi ngang nó không có tắt. Ừ, đèn đường vậy mà kỳ, đáng lẽ người ta đi qua phải mở cho người ta đi chứ. Đó, xong rồi em cũng bắt đầu hơi sợ sợ một xíu. Xong rồi lúc mà bồ em với em làm lành rồi thì hai đứa kêu là bây giờ mình thử đi ngang qua coi cái đèn nó có tắt không. Lúc mà đi làm về đi ngang đúng tên nó lại tắt anh, mà trong khi đó những người đi trước nó không tắt nha. Bồ em kêu là anh không tin là hai đứa mình đi ngang nó tắt nè. Tắt tiếp bực. Xong rồi bồ em sợ chuyển phòng qua bên gõ ở. Em cũng không bao giờ đi lại cái đường đó nữa. Mà cái lúc mà sau lên đi tập á, em kể cho anh Tâm với anh nghe đúng không? Đúng rồi. Anh Tâm kêu méo tin. Em rủ anh Tâm không đi, xong em chở anh đi luôn. Đúng rồi. Chở anh đi, cái mình đang đi em chỉ đèn đường kêu lại. Anh nhớ có mấy người chạy trước không? Đúng rồi, anh nhớ, anh có coi luôn. Đó. Em kêu là anh nhìn cái đèn này nè. Nếu mà mình đi ngang qua á là nó sẽ tắt. Mình đi ngang qua nó tắt cái bịch. Em sợ anh không tin. Cái xong anh không tin nữa. Anh coi là mình quay lại nó mở lên nè. Cái mình quay lại nó mở lên tiếp. Nổi hết cho gà em ạ, thật thề. Lúc đấy kiểu đầu óc trống rỗng luôn. Sau này em cũng không qua cái đường đó nữa. Một thời gian sau em cũng không nhớ tới nha. Đúng rồi. Ấy tự nhiên đợt đó là cái đường của em nó làm được cổ bê tông á. Nó chặn cái lối bên này là em lại phải buộc đi qua con đường đó. Ok. Mà dạng như là 10 giờ đêm đói bụng quá rồi. Sợ me thì cũng sợ nhưng mà đói quá chịu. Nên phải đi đường đó để em mua đồ ăn á. Thì đi ngang qua cái đèn nó không có tắt nữa. Nhưng mà đến lúc mà em đi vòng về á, lại cái đèn gần nhà em nó bắt đầu nó lại có cái hiện tượng đó. Uầy. Xong rồi cái lúc mà cái đèn gần nhà, cái đèn đường em đi ngang qua, em kể không có ai tin hết. Xong rồi cái lúc gần đây nè, là tầm 4 giờ sáng á. Uh-huh. Em dậy em đi mua đồ ăn. Thì ở đầu ngõ nhà em là có một cái xe bánh ướt. Thế xong rồi ông hỏi em là sao mà mày cứ đi ngang qua lại cái đèn nó tắt vậy. Kêu em cũng không biết nữa. Uầy, kêu mày coi mày cũng người thái gì. Xong rồi tự nhiên lúc đó em để đối diện cái đèn đó mà em đã sống đó 4-5 năm chỉ nha. Tự nhiên lúc để đối diện cái đèn đó là ở dưới chân nhỏ của cái nhà á. Tự nhiên có mấy cái bức tượng mà nhìn như tượng tâm linh vậy á. Xong có cái miếu nhỏ ở trong nữa. Em cứ coi như là sống chung với lũ luôn. Cái sau này tự nhiên bắt đầu khi mà em nghe về mấy cái kinh Phật nhiều chú Đại Bi rồi á, là cái đèn nó không còn sáng tắt. Tự nhiên giống kiểu mình giải thoát được khỏi nó hay sao ta? Ừ, lúc mà em bắt đầu em nghe mấy cái kinh Phật nhiều á, là có mấy ngày mà em đang ngồi trong phòng luôn á, em chỉ cần vừa bước chân ra ngoài cổng chưa chạy xe là cái đèn nó tắt cái mực. Xong em chạy ngang qua cái đèn nó mở lên. Lần 1, lần 2 thì em nghĩ chắc là do trùng hợp thôi ạ.
lúc mà đi tập về, thường thường anh em đi tập xong rồi đi cà phê nữa anh là khuya đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chạy về trong đầu suy nghĩ là á, giờ đi ngang cái đèn này là chắc chắn nó sẽ tắt nè, đi ngang qua nó tắt cái bụp. Mà lúc đó em quen, em thấy cái việc đó bình thường luôn á. Ừ. Nhưng mà nghĩ lại sợ thiệt. Đúng rồi. Kiểu như là mình không làm gì mà người ta cũng chơi mình á. Kiểu có một cái thế lực tâm linh nào đó nó cứ theo mình đúng không? Tại vì đèn đường thì làm gì có ai bật tắt mà cảm ứng được, mà cũng đâu có ai rảnh để chọc mình em đâu. Đúng rồi. Nếu mà nó tham minh thì chắc chắn là cũng phải có hôm mà nó lệch đi chứ đúng không? Nhưng mà lần nào đi qua là nó cũng vậy đúng không? Nó đi, em đi qua, em đã canh luôn á, em canh là người ta đi qua coi nó có vật không. Có một ông ổng chạy đi ngang qua, em sợ quá em dí theo sau ổng để đi qua cùng lúc á. Là ổng vừa qua cái đèn là em vừa tới chân đèn mà tắt cái bụp luôn. Vãi đái thật. Sợ nhất là mấy lần mà đổ xe về quê á, đâu có chạy xe ra đâu. Phải để xe trong nhà xong đi bộ ra đầu hẻm á. Uh-huh. À, đi bộ qua cái đèn nó tắt cái bụp. Ông nó sách dép chạy tốt ngoài đường luôn. À, sợ vãi đái. Còn mà bà là trước đó là em có tin mấy cái điều tâm linh đâu? Có, em là cũng là một đứa khá là tìm hiểu về tâm linh nhiều, nhưng mà kiểu như là em có tin nhưng mà em không nghĩ là mình sẽ bị. Ờ. Ừ. Còn này, một câu chuyện nữa là ở quê em luôn. Là đợt đó là tụi em đi đấu giải ở trên Đà Lạt. Là hồi đó cái phòng tập của nhóm em trên này á, là tụi em có dựng dàn ghế sofa nè. Ờ. Nó ở đối diện cửa luôn. Thì đất trên em nó đâu có đông như Sài Gòn đâu, nó cũng lạnh lắm như Đà Lạt vậy á. Ờ hả. Thì đợt đó tụi em đi đấu giải về, là em với một thằng cu em 2K1 nữa. Là lúc đó tụi em có chiêu rồi. Xong rồi tự nhiên lúc đó em ngồi ở trong, em nhìn ra thì cái ghế của em với thằng cu đó ngồi là quay mặt ra cửa mà, còn anh em là đang quay mặt vô trong. Hiểu hiểu. Ấy em mới thấy tự nhiên, em lúc đầu em nghĩ đâu là mấy thế lực tâm linh giống như ma, hay là người ta sẽ lướt qua mình chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà em lại thấy người ta giống như chạy á, nhìn mình thấy rõ lắm, giống đi bộ hoặc là cố gắng cố tình đi qua đi lại nhiều lần cho mình thấy luôn. Cái em nghĩ trong đầu là chắc có khi mình chiêu rồi, xong rồi đồng tử mình nó giãn, mình thấy nó giống như ảo ảnh á. Giống kiểu mình đang choáng đúng không? Giống kiểu mình bị ghét hai quá xong mình choáng á, chứ mình tại lúc đó em đã quên cái vụ cái đèn rồi. Chứ xong rồi tự nhiên em vẫn thấy cái bóng nó đi ngang qua đi lại mà nhiều lần lắm nha. Em vẫn thấy, em nghĩ là chắc do mắt mình sao thôi. Cái xong tự nhiên cái thằng cu bên cạnh em nó kêu lên: "Anh Đạt, nãy giờ anh có thấy mấy cái bóng nó chạy qua chạy lại không anh Đạt?" Anh kêu: "Chích mẹ, mày cũng thấy hả mô?" Cu đó tên là mô. Kiểu ra mày cũng thấy hả? Cái xong rồi lúc đó tự nhiên anh em kêu là nãy giờ cũng có mấy người thấy, nhưng mà ai cũng tự nghĩ là mình bị đau ảnh. Vãi. Xong rồi tự em nói với anh trưởng nhóm, tại đó là gần nhà anh trưởng nhóm, cái phòng tập đó là trong cái khu nhà của anh trưởng nhóm luôn. Xong rồi tụi em thằng nào thằng đó mỗi hết da gà lên rồi, nhưng mà thôi kệ đi. Dù sao mình cũng mong mình ngồi chơi tí rồi mình về, tại đằng nào cũng sợ rồi. Rồi ngày hôm sau là mẹ của anh trưởng nhóm, tụi anh nói, xong rồi mẹ của anh trưởng nhóm là tự nhiên chảy nước mắt với lại giận hết da gà lên luôn. Cái xong rồi lấy muối lấy gạo để ra mời thầy cúng về. Thì thầy cúng nói là có 12 người đi theo tụi em, 12 người mặc đồ hành tráng, 12 người mày là lính của Pháp, của Mỹ, có cả người Việt Nam nữa mà mặc đồ đẹp lắm. Anh hiểu, anh hiểu. Ừ. Từ cái vụ đó xong không biết sao nhóm cũng tan rã luôn. Uầy, sợ nhỉ. Thì anh em gặp nhiều lắm. Nói chung là cái tin đồn mà trên Lâm Đồng, Đà Lạt quanh quanh đấy thì nó cũng chung là cũng có nhiều cái câu chuyện tâm linh ở trên đấy mà. Giờ nhiều khi anh em mình kể, người ta nghĩ là anh em mình đối với những người sống từ nhỏ tới lớn như em đây, thỉnh thoảng thấy cũng là bình thường. Ừ thì như kiểu anh không phải người ở vùng như em, anh thì cũng kiểu theo trường phái gọi là vô thần một xíu. Anh thì anh không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ đâu. Nhưng mà sau khi mà trải nghiệm cái câu chuyện khu công viên và việc quan trung của em á, thì anh bắt đầu thấy là nói chung là nên có niềm tin vào cái thực lực tâm linh đấy để cho mình con người mình nó sống tốt hơn một xíu. Có thiên nè. Gọi là có lương tâm một xíu. Đó là gì anh kể cho anh Bi nghe được không á? Đúng rồi, hôm đó về kể cho ông Bi cũng cuốn thực sự. Ông Bi cũng muốn đi thử một lần lắm. Nhưng mà hôm đó thì anh chở ông Bi qua luôn, confirm luôn, anh chở ông Bi qua và thật sự là cái đèn nó vẫn sáng. Nó không có tắt. Cái đèn không tắt đâu, chỉ có em thôi. Hôm đó anh và ông Bi thất vọng cực kỳ luôn. Mà vừa thất vọng mà vừa sợ nữa. Cái đèn đó là chỉ có em đi qua nó mới tắt thôi, người khác đi qua nó không tắt đâu. Thì đấy. Mình đi qua mình sợ là cũng có hiện hữu, nhưng mà mình cũng không có bị hù đúng em. Không, kiểu mình sợ là mình tin nó có thật á, chứ phải là kiểu mình sợ là ai hù. Em tin cái kiểu gọi là cái gì vong âm mà, đúng không? Duyên âm. Duyên âm. Duyên âm rồi, có người đi theo mà. Nhưng mà như anh nghĩ là cũng có á. Nhưng mà tại sao mọi người cứ luôn nghĩ là mấy cái duyên âm đó là xấu nhỉ? Mà sao mọi người không nghĩ cái duyên âm đó là một cái hướng gì đó tích cực hơn đi? Như kiểu có thể người ta giúp mình thì sao, đúng không? Mà người ta toàn nghĩ là người ta sẽ hại mình hay gì kiểu vậy. Theo em biết thì kiểu mà duyên âm với lại vong theo là nó có hai cái khác nhau.
con heo là có thể là con gà đi theo cuộc mình, hoặc là có những người mà đánh thấy bình thường người sống là có những cảm giác thích gà trịa rồi thì không đi mà, lúc mà không còn ai thấy nó nữa đúng không? Đúng rồi. Đó thì kiểu như là người ta cũng chọc gà trịa thôi, nhưng mà duyên âm thì cái đó em nghĩ là nó không có chấp được á. Đầu ép em cũng khá nghệ sĩ cho nên em nghĩ cái chuyện đó nó giống như kiểu là mình yêu đơn phương một người nhưng mà cái thế giới của mình nó không người kia á. Giống kiểu người ta thích em cái người ta đi theo em, không tác động được thì phải làm cái những cái tín hiệu mà để em biết là họ hiện diện ở đó á. Cái vấn đề duyên âm em thấy nó cũng khá nặng nề. Tại vì em nghĩ là em bị cái đó thật, tại vì từ cái lúc mà em đi qua cái đó là cái cô bạn gái mà em quen trải nghiệm em qua cái chuyện đó luôn là cũng đã chia tay được 4 năm rồi. Mà từ đó tới giờ em quen ai nó cũng lỡ dở hết, gọi là mập mờ xong rồi người ta cũng tự đi mà em cũng tự im lặng. Em cũng lên em đọc, tao thấy là em bị cái này thì duyên tình lận rồi. Em không biết cái đó là do tuổi của em, một phần do tuổi hoặc là do cái chuyện đó thiệt. Có thể. À, còn một cái chuyện gần đây em gặp nữa. Nhóm em thật là có một ông đó là người dân tộc Cao Ho. Ở cách em chừng 10 cây á. Tại vì thường thường anh em trên này chơi thân lắm, kiểu như là đi tập không có xe là chạy vô đón nè. Em đón ổng ra tập mà đường ổng là không có điện đường anh. Nó còn ghê hơn cái đường sau không quyền nguyên chung nữa. Là đợt đó em chở ổng về, xong rồi lúc mà em chạy ngang ra tự nhiên em thấy một người từ trong bụi đi ra, mà người ta lùng chắc chừng có 1m1 à, 1m2 à, mặc bộ quần áo màu đỏ. Cái đi ra nói cái tiếng của người đồng bào á, nhưng mà đại em hồi xưa học với người ta cho nên em hiểu. Lúc em giật mình thôi, em nghĩ là chắc giờ này mấy bà mọ bà già hay gì đi ra thôi. Nhưng mà lúc này em chạy ngang qua em quay lại em không thấy nữa nha. Uầy, sợ thế nhỉ. Lúc đó em sợ quá em chạy về. Em chạy về xong rồi sau này em chạy vô trong xóm đó em nói chuyện với ba mình anh đó, lúc mà nhà có tổ chức ăn cơm á. Em kêu chị chắc thì chắc gặp bà quỷ lùng rồi đó. Tại vì ở bên người Cái Ho là có một cái giải thoại về ma lùng, gọi là cái thực thể đó là nó chỉ cao từ 1m1.2 thôi, là nó chuyên gia trong bụi chuối. Anh biết anh nghe cây chuối là cái cây chuối là cây tâm linh mà. Đúng rồi. Là thường thường đêm đêm là ai mà kiểu như là có duyên lắm thì mới gặp họ trong bụi chuối, như ngày hỏng hay làm gì đó, kiểu như mình thấy cũng người ta cũng giật mình thôi à. Đó là em cũng gọi là may mắn được thấy đi. Tại vì trước đó nhóm em cũng có một ông, lúc mà ổng nhậu xỉn quá, tụi em đi tập, hồi đó tập trên nhà văn hóa, ổng lại đó luôn. Tụi em đi về mà ổng nặng quá, kiểu không kéo được ổng về á. Tụi em để đem mền đem một cho ổng ngủ đó luôn. Thì sáng hôm sau ổng về ổng chửi cả nhóm, mà ổng nói là ổng không thì hiền nha, chưa bao giờ chửi anh em luôn á. Này sáng về ổng chửi kêu mẹ tụi bay để tao ngủ trên này, hồi tối hôm qua ba con ma lùng nó vô nó chọc tao. Ghê vậy. Và xong từ lúc đó là em lại biết thêm thế lực tâm linh nữa. Nói chung là nó cũng có phân chia nhiều loại giống như con người mình vậy. Hiểu. Về mấy cái giai thoại đó thì có ai kiểu đi check lại, đi confirm lại, như kiểu sờ nắm xem là nó có thật hay không, hay là ai cũng đều sợ và không anh giá? Kiểu như là càng đi tìm thì mình sẽ càng không thấy á. Hiểu. Những thường thường là vậy. Giống kiểu như là thì nếu mình vô tình mình gặp thì mình có một kỷ niệm thôi. Hiểu. Nói chung là lịch nó thú vị lắm. Ok, cảm ơn em Đạt đã chia sẻ nhá. Thank you, love you. Ok, và vừa rồi là ba cái mẫu chuyện khá là thú vị của em Đạt Mí đã chia sẻ. Thì mình thấy tâm linh thật sự không đùa được đâu các bạn ạ. Nói chung là mọi người cũng nên tin vào tâm linh để mà sống tốt hơn, để cho tấm lòng của mình luôn hướng về cái thiện, đừng có làm việc ác là được. Thế thôi. Buổi podcast hôm nay khá là thú vị đấy nhỉ. Nếu như các bạn thấy thích những cái sản phẩm mà dạo gần đây mình làm thì đừng quên cho mình xin một like, một share và đừng quên những cái nút subscribe bên dưới nhá. That's it. Hết rồi.